phủ nội vụ có tin gì không? Dạ không, không ai đến tìm cô cũng không gửi tin cho cô. À phải, sao lại cầm mình gối vậy? Dạ, em đem đến phủ Tân Tỉnh giặt. Chu kỳ của tiểu chủ Ngọc Dinh đột nhiên sớm hơn, chúng em không chuẩn bị cho nên tiểu chủ đã làm dơ mình gối. Bây giờ cổ còn thấy bụng không khỏe nữa. Tiểu chủ, cô còn đau lắm sao? Chắc là mấy tháng qua cô lên kinh vào cung, buông ba khổ cực làm cho cơ thể suy nhược. Cô ráng chịu thêm một lát đi. Nô tỳ đã kêu Chỉ Lan đến phòng ngự dược lấy trấn thống và phục thần tán đến cho cô. Không sao, tôi chịu đựng được. An Xuyến đã đổi thực phổ cho cô, chuẩn bị canh bát trân có thể giúp cô định thần bổ quyết. Ngoài ra nô tỳ cũng đến phòng kính sự đăng ký tính kỳ cho cô, từ nay họ sẽ thu xếp chăm sóc cuộc sống cho cô. Sao lúc trước không có đăng ký vậy? Bởi vì lúc trước cô còn là thân phận tú nữ nên không cần như vậy. Nhưng bây giờ cô đã được tuyển chọn, có nghĩa là cô có thể sẵn sàng hầu hạ hoàng thượng. Cho nên từ nay hãy đến tính kỳ đều có một số thủ tục để tiện theo dõi. Tất cả phi tần trong hậu cung đều phải làm như vậy. Chữ chủ Ngọc Dinh Cát Tường. Hay lắm Chỉ Lan, mau lấy phục thần tán cho tiểu thư uống đi. Dạ không lấy được. Đến phòng ngự dược cũng không lấy được sao? Bên phòng ngự dược nói hoàng thượng phải xuất tuần trước kỳ hạn, ai cũng bận rộn chuẩn bị kêu chúng ta đợi. Hoàng thượng xuất tuần trước kỳ hạn? Dạ phải, sáng sớm mai sẽ đi. Có phải cô thấy mệt lắm không? Không có gì, không có gì. Ra ngoài đi. Chỉ Lan à, đi nói với phòng ngự dược là cho dù họ bận cách mấy cũng được, kêu họ lập tức phái thái y đến đây. Dạ cô. Cô ráng chịu đựng đi. Không có gì đâu, đau quá đi. À Chỉ Lan, chữ chủ Nhĩ Thuận, tôi vừa định tìm tiểu Ngọc Dinh thưởng trà, cô đi pha trà cho tôi đi. Bẩm tiểu chủ Ngọc Dinh mới có tính kỳ, đại phu phòng ngự dược đến bắt mạch cho cổ. Thôi được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Dạ. Tiểu chủ Nhĩ Thường Cát Tường, xem ra tinh thần của tiểu chủ sảng khoái lắm. Cảm ơn Tôn đại nhân. Có thể thấy tiểu chủ hoàn toàn bình phục, tin chắc công công sẽ yên tâm. Gần đây khí trời không ổn, gió cát năm nay đặc biệt mạnh hơn, tiểu chủ nên hết sức chú ý. Đương nhiên, thử hỏi có người nào muốn bệnh và người nào hy vọng tới ngày bị đại phu quấy rầy chứ. Có phải ông đã biết trước không? Đương nhiên, từ đầu Hạ Quan đã nói canh Nga Lăng vốn là loại phá khí phá quyết, nếu không cần thiết không uống tốt hơn. Bây giờ tiểu chủ có tính kỳ sớm sẽ dễ bị bụng đau dữ dội, cũng vì dược tính mạnh quá gây ra. Tôi không hỏi ông chuyện đó. Hoàng thượng xuất tuần, phòng ngự dược các ông nhất định chuẩn bị cho hoàng thượng. Người khởi hành trước thời hạn, không có lý nào hoàn toàn không biết. Đích thực trước đó Hạ Quan có biết. Sao ông còn đưa thuốc cho tôi uống? Nếu tiểu chủ còn nhớ, hôm đó Hạ Quan đã từng khuyên can vô hiệu, dược là do tiểu chủ cương quyết đòi uống. Mượn lời xảo biện, rõ ràng là ông cố tình hí lộng tôi. Hạ Quan nào dám. Từ đầu Hạ Quan đã nói sở thích của hoàng thượng thường có thay đổi, nếu có thể khởi hành sớm hơn, Hạ Quan làm sao biết hoàng thượng không trì hoãn chuyến đi chứ. Có câu ý trời khó đoán, tùy tiện suy đoán ý trời là tội chết. Phải, suy đoán ý trời là tội chết, nhưng dây dưa với phi tần cũng là tội chết đó. Hạ Quan nghĩ tiểu chủ không hiểu Hạ Quan chút nào. Xưa nay Hạ Quan là một kẻ tham sống sợ chết, đừng nói là dây dưa, cho dù ngay cả bắt mạch cho các tiểu chủ nói mỗi một lời đều rất hết sức tận trọng. Nếu tiểu chủ nhất định nói Hạ Quan có dây dưa với tiểu chủ Nhĩ Thuần, thì đành tấu thỉnh như phi nương nương trả lại sự trong sạch cho Hạ Quan. Nếu như hai người thật sự trong sạch thì hôm đó ông đã không bị tôi kềm chế. Hạ Quan không hề bị ai kềm chế, chẳng qua Hạ Quan ứng yêu cầu của tiểu chủ sắc loại thuốc cô cần. Thì ra bắt đầu từ ngày đầu tiên ông đã có ý cản tôi gần gũi hoàng thượng hả? Tiểu chủ, cho dù cô có vượt qua giai đoạn tính kỳ này cũng không vượt qua được Như Phi. Thực tế Như Phi nương nương không cho tú nữ theo hoàng thượng du ngoạn. Trong mắt của nương nương, chỉ có những phi tần từng hầu hạ hoàng thượng mới có tư cách đó thôi. Như Phi nương nương thích người ta khiêm tốn kính đáo. Nếu nương nương biết tiểu chủ từng làm bấy nhiêu chuyện, e rằng sẽ không vui đâu. Hạ Quan nghĩ tiểu chủ nên tịnh tâm tu dưỡng, qua khỏi thời gian này hoàng thượng đã trở về, đến lúc đó tiểu chủ sẽ có cơ hội hầu hạ hoàng thượng. Hạ Quan không phiền tiểu chủ nghỉ ngơi, Hạ Quan cáo từ. Ừ.
Mấy lâu bổn công công có để ý đến tình trạng của hầu giai Ngọc Dinh. Nếu bây giờ mới đối phó ả, làm như vậy có phải hơi nôn nóng không? Nhĩ thường để ý được, từ khi được phong làm đáp ứng đến nay, Ngọc Dinh càng được chi phi nương nương chăm sóc. Cô sợ thời gian lâu ngày khó trách ly gián tình cảm của họ. Gần đây sức khỏe của cô thế nào? Đa tạ nghĩa phụ quan tâm. Nhĩ thường đã cai uống hàng thực tán bấy lâu, cộng thêm Tôn đại nhân được nghĩa phụ nhờ cậy, càng không dám lơ là bỏ mặc bệnh của con. Con đã khỏe lại nhiều rồi, và lại bệnh của con đã kéo dài bấy lâu, con không muốn lãng phí thời gian của nghĩa phụ. Tâm tư con dành cho nghĩa phụ, nghĩa phụ hiểu rõ. Nghĩa phụ cũng không hề trách phạt con đã che giấu chuyện uống hàng thực tán để trị bệnh. Nhưng mà như phi nương nương tuyển chọn rất cẩn thận, nếu con là thân tín, tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Bà ta nhất định theo dõi một thời gian mới quyết định Ngọc Dinh có thể trở thành người hùng bên cạnh như phi nương nương hay không, bây giờ vẫn chưa biết trước. Nhưng mà nghĩa phụ cũng biết con rất nông lòng lấy công chuộc tội vì chuyện trước đây. Nhưng mà chuyện không xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, những lúc này con không nên để tâm đến nữa. Nhân lúc này hoàng thượng đến Nhị Hà, con cố gắng tịnh dưỡng sức khỏe của con. Những chuyện sau này vẫn còn dài dài. Liễu đại nương đưa túi hương này cho con, con cố gắng giữ kỹ đi. Do cát lại thổi rồi, con về trước đi. Những lúc này cô còn rời cung, nếu không nhờ gặp tôi không biết cô bị hậu quả như thế nào. Cô tự ý rời cung phạm cấm không cần hỏi, lại là từ công công triệu gấp chứ gì. Ông không cần nói chuyện bao đồng. Bệnh của cô là do tôi chữa, cho nên tôi phải lo. Tôi đã từng căn dặn cô không được ra ngoài thổi gió nhiễm lạnh. Cô không biết thương xót bản thân, tôi làm sao giúp cô. Ông không cần dùng lời quan tâm. Ông lo lắng cho tôi cũng vì sợ bệnh tôi tái phát, bị công công quở trách. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không phí công sức của ông đâu. Cho dù tôi bệnh cũng không bệnh trước mặt ông.